Xin chào các bạn, mình lại trở lại cái phần giới thiệu về xe tải của mình. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái dòng xe tải thùng rất là siêu dài nha các bạn, 6m2. Một chiếc xe của vô thành phố rất là tiện dụng, chở vải, thép hoặc là cái đồ nhẹ 1.9 nha các bạn. Đến từ thương hiệu Vimotor của Việt Nam, nhập khẩu 3 cục của máy cầu hộp số từ Isuzu Nguyên Linh, đến từ Trung Quốc nha các bạn, theo công nghệ của Isuzu, rất là bền bỉ. Thì chiếc xe này nó có rất là nhiều ưu điểm, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Nào, mình các bạn cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe này nhé. Bây giờ mình với các bạn cùng nhau tìm hiểu về cái phần đầu cabin của chiếc xe Vim VT260-1 cùng dài 62 này nha. Thì đầu cabin của nó thiết kế khá là giống như với cái đầu của chiếc xe Isuzu nha các bạn. Đấy, cái cụm đèn nè. Rồi đầu tiên mình thấy cái cụm đèn là cái điểm mà bắt mắt nhất nè. Sử dụng công nghệ đèn LED nha, đèn LED nha các bạn. Đây, một dãy đèn LED nè, chiếu sáng ban ngày luôn nè các bạn, đẹp. Đấy, cụm đèn pha halogen nè, đèn xi nhan nè các bạn. Đấy, rất là siêu sáng nha các bạn, rất là đẹp. Rất thích cái cụm đèn của cái dòng Vim VT260-1 các bạn. Đây là cái đèn sương mù của xe nè. Đấy, rất là đẹp. Kẽm thì nó bằng sắt nha các bạn. Xe này kẽm bằng sắt, rất là chắc chắn nè. Logo nè bạn, logo Vim mà chrome nè, rất là sáng bóng nè, dưới tay nhiệt cũng khá là rộng nè, tăng hơi năng đã nhiệt cho chiếc xe nè. Đấy, Vim Motor, nhà máy Vim của Việt Nam lắp ráp và sản xuất chiếc xe này nha các bạn. Một chiếc xe của vô thành phố rất là tiện dụng, chở những cái mặt hàng rất là dài nha các bạn, không dài 62, tải trọng của nó là 1.9. Đây là số loại của nó, VT260-1. Đây là số loại của nó nha các bạn. Đây, xe có lớp sơn màu trắng tĩnh điện, chống lửa chống sát rất là đẹp. Gương chiếu hậu của nó nè các bạn, gương chiếu hậu bên hông của nó khá là rộng nè, tăng khả năng quan sát cho tài xế nè. Đấy, và điều đặc biệt nó có cái gương của nó thì rất là đầy đủ nha các bạn, có gương cầu phía trước nè. Đấy, gương cầu phía trước nè, quan sát cho tài xế phía trước cabin nè. Rồi gương bên hông nè, bên hông cửa nè các bạn, rất là đầy đủ của các gương. Điều mình rất thích vào chiếc xe này, xe này xe thùng kính nha các bạn. Thì khách hàng đóng thùng kính thì bánh của nó thì sử dụng 2, 4, 6 con tắc kê nha các bạn. Lớp cao su mina, đường kính mâm của nó là 16 inch nè các bạn, và tiếp xúc của cái bánh là 7 inch nè, cũng khá là lớn nè. Đấy là bật lên xuống nó cũng hơi cao nè, thuận tiện như mình lên xuống nè. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về phần nội thất phía trong của chiếc xe này nha, để mình xem thử cái phần nội thất phía trong của chiếc xe Vim VT260-1 này nó đẹp như thế nào nha các bạn. Đấy, đây, cửa của nó thì trang bị khá đầy đủ nè, có kính chỉnh điện nữa các bạn, có cửa trung tâm nè, có lo trên cửa nè. Đấy, phần nội thất của chiếc xe khá là đẹp nha các bạn, rất là sang trọng như một chiếc xe du lịch luôn á. Ghế 3 chỗ ngồi bọc da rất là đẹp nè các bạn, không gian nội thất khá là rộng rãi nè. Vô lăng thì 4 chấu nè các bạn, có trợ lực nè, logo Vim ngay giữa nè các bạn. Đấy, xe có máy lạnh sẵn theo xe nè, trang bị đầy đủ nè, mồi thuốc lá radio rất đầy đủ nè. Đây là cái đồng hồ hiển thị tắp lô của chiếc xe nè các bạn, rất là đầy đủ các chi tiết nè của chiếc xe nè. Đấy, tay khóa cửa nè, cửa kính chỉnh điện nè các bạn. Đây là chìa khóa của chiếc xe nè, chìa khóa của nó thì của nhà máy Vim nè các bạn, có khóa chìa khóa thông minh nha các bạn, có bấm mở cửa luôn nè. Đấy, bấm mở khóa cửa từ xa nè các bạn, chìa khóa rất là tuyệt vời nha các bạn. Đây là cái hộp số của nó nè. Hộp số của chiếc xe là hộp số 5 cấp nha các bạn, 5 số tiến và 1 số lùi. Hộp số sàn 5 cấp, 5 số tiến và 1 số lùi nha các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều hộp chứa đồ nè. Xe được trang bị rất là nhiều hộp chứa đồ nè các bạn. Có đèn chiếu sáng trong cabin nè, có đèn chiếu sáng trong cabin, mà có nhiều hộp chứa đồ phía trên nè, thấy không? Có đèn chiếu sáng trong cabin, có nhiều hộp chứa đồ tấm che nắng, rất là đầy đủ nha các bạn. Đây, và điều đặc biệt mình cảm thấy là cái là đây nè, cái này nè các bạn, cái hốc
khóc không gió với máy lạnh của chiếc xe nằm ngay trên đầu cabin luôn, rất là tiện nè các bạn. Đó, giúp không gian nội thất rất là rộng rãi và thoải mái, ghế bục da rất là đẹp nè. Đấy. Đấy. Bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau đề máy thử nha. Đề máy chiếc xe này thử để xem cái động cơ của nó có im không nha. Bây giờ mình sẽ các bạn cùng nhau đề máy thử cái chiếc xe này nha. Để mình xem thử cái động cơ của nó có im nha các bạn. Động cơ Isuzu hay công nghệ của Isuzu nhập khẩu đồng bộ nha các bạn. Động cơ của nó khá là im các bạn. Máy lạnh công suất lớn à. Xe Việt Nam lắp ráp cũng khá là ok đó các bạn. Động cơ rất là mạnh mẽ nha, rất là im. Mình cảm thấy cũng im. So với cái dòng của Vim hồi trước á, thì mình cảm giác cái động cơ, cái tay lái có trợ lực này rất là nhẹ nhàng. So với cái dòng Vim hồi trước á, VT52-1 hay là mấy cái dòng mà VT200 á, mình cảm thấy cái động cơ mỗi khi mình đề máy, cái nội thất phía trong của cabin nó khá là rung nha các bạn. Mỗi khi mình đề máy lên máy nó làm cho nội thất rung lắm. Mà so với cái dòng phiên bản VT260-1 này thì nhà máy Vim đã cải tiến và đã làm cái động cơ nó im nè, không còn cảm giác rung nữa, động cơ thấy khá là mạnh nè. Đấy, rất là tuyệt vời nha các bạn. Nhà máy Vim càng ngày càng cải tiến về cái phần động cơ và máy móc và cái trang thiết bị nội thất phía trong của chiếc xe. Cảm thấy dàn mũ nó cũng khá là cứng cáp hơn so với cái dòng phiên bản cũ của nhà Vim, Vim lắp ráp trước nha các bạn. Thấy là rất là cứng cáp và khá là im và khá máy khá là mạnh, khá là tốt. Đấy. Rồi, đó là phần giới thiệu về phần nắp phía trong của chiếc xe này. Bây giờ mình với các bạn cùng nhau tìm hiểu về cái phần thùng xe với cái phần động cơ của chiếc xe nha, để xem cái xe này có gì nổi trội nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái thùng xe. Xe này là thùng kính nha các bạn. Bên mình có thể thiết kế theo thùng lửng là thùng mưa bạc thì theo yêu cầu của khách hàng nha. Thì phiên bản này mình giới thiệu cho các bạn là phiên bản thùng kính nha các bạn. Thì xe này thì nó lớp ngoài của nó đó là bằng inox nha các bạn, inox 430 dập sóng. Đấy, nhìn rất là cứng cáp và rất là đẹp nha các bạn. Có hai cửa sau và một cửa hông. Thì với cái xe này đó thì chiều dài của thùng nó đó thì nó tầm là 6m050 nha các bạn, gần 6m1. Và với phiên bản thùng lửng thì nó có thể lên tới 6m2 nha các bạn. Đấy. Thì chiều ngang của nó đó là 1m980 và chiều cao của nó đó là 1m950 nha các bạn. Khá là rộng, khá là cao, khá là dài để thích hợp mình chở những cái hàng như sắt, thép hay là cái đồ nhựa và các đồ nhẹ và vải, chở vải những cái khúc mà vải dài nha các bạn. Nhưng mà đồ nhựa đó vô thành phố nha. Đấy. Đây, mình sẽ mở thử cái cửa bên hông đó cho các bạn xem phía trong của cái thùng nha. Phía trong của cái thùng thì nó đóng bằng một lớp bên mình đóng bằng lớp toilet kẽm. Đây, toilet kẽm nha các bạn. Cái cửa bên hông của nó phía trong mình là đóng bằng lớp toilet kẽm, ở ngoài lớp inox 430. Ở giữa là khung xương nha các bạn, có lớp mắt xốp. Mấy cái đường viền cản này bằng inox luôn nè, inox có composite bọc ngoài nè các bạn. Đấy. Rồi. Sàn thì bên mình đóng bằng sàn sàn đây là sàn inox luôn nha các bạn. Bốn sàn phẳng inox 304 luôn nha các bạn. Dày 3 ly nha các bạn. Đấy. Cái khách hàng bên mình rất là chịu chơi nha, đóng sàn inox rất là đẹp. Rất là dày. Đó, phía trong thì toilet kẽm nha các bạn. Đấy. Có đèn chiếu sáng trong cabin nè. Có chiếc đèn chiếu sáng trong thùng xe nè các bạn. Xe phía trong thùng nhìn khá là rộng rãi và khá là đẹp nha các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ mở cho các bạn coi về cái cửa phía sau của nó nha. Dè thì bên mình đóng bằng inox. Inox cho khách hàng. Bánh sau là bánh đôi, đồng bộ trước sau nha các bạn. Cầu xe cũng khá là lớn nha, khoảng cách gầm nó cũng khá là cao nha các bạn. Đấy. Đây. Đây là tràn chiếu hậu voi diện bằng inox đó nè các bạn. Đấy. Cái cửa phía sau cũng là inox nè, tay khóa cửa cũng inox nè. Bây giờ mình sẽ mở một cái cửa ra cho các bạn xem phía trong của cái thùng nó rộng rãi như thế nào nha. Đấy. Nội thất phía trong của cái thùng cảm thấy không gian của cái thùng khá là rộng nè các bạn. Đấy. Phía trong chỉ là tôi kẽm thôi, có khung xương
khung xương và phía ngoài là lớp inox. Không gian nội thất thùng khá là rộng rãi, sàn inox rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thùng khá là dài, chở những cái mặt hàng vô thành phố rất là tiện, xe có tải trọng 1.9 nha các bạn, dưới 5 tấn luôn, nhà thành phố. Xe thì đồng bộ về cái khung xương chassis nè, bằng hợp kim nè, cầu máy hộp số đều nhập khẩu từ bên nhà máy Isuzu Quyền Linh của Trung Quốc nha các bạn, theo công nghệ của Isuzu rất là hiện đại. Nó rất là chất lượng nha các bạn, rất là tốt. Và cái bình mình thích nhất là cái bình đó nè, cái bình nhiên liệu của nó nè các bạn, cái bình nhiên liệu của nó bằng hợp kim nè, rất là đẹp nè các bạn. Đấy, sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nha, xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nha các bạn. Cái bình hợp kim rất là sáng bóng và rất là đẹp nè. Đấy, cái bình nhiên liệu của nó nè các bạn, rất là lớn nè. Khung ram, khung chassis nó mình cảm thấy khá là cứng cáp, khá là chắc chắn nha. Dòng viêm của nhà máy viêm đóng đang ngày càng cải thiện về chất lượng cũng như là độ bền của chiếc xe. Đấy, nên cái xe này tầm tiền nó cũng khá là rẻ thôi, mình có thể mau thu hồi vốn. Và một cái dòng xe mà thùng dài mà tải nhẹ như thế này thì viêm là rất là ok nha các bạn. Đấy, mình rất là thể mau thu hồi vốn. Đó là phần thùng xe mình muốn giới thiệu với các bạn, và cũng như là cái khung ram chassis cộng máy hộp số. Bây giờ mình sẽ mở cái phần động cơ của nó lên để mình xem thử cái phần động cơ của nó như thế nào nha các bạn. Đấy, mở khối động cơ của nó lên khá là dễ dàng nha các bạn. Đấy, động cơ của chiếc xe. Đây, mình với các bạn cùng nhau tìm hiểu về phần động cơ của chiếc xe này nha. Động cơ logo Isuzu nè các bạn. Đây, để mình quay cho các bạn xem cái động cơ Isuzu của nó nha. Đây, đây xe động cơ logo Isuzu ngay máy luôn nha các bạn, của nhà máy Quyền Linh theo công nghệ Isuzu sản xuất và lắp ráp nha các bạn. Đồng bộ về các cả như khung xương chassis nè, khung chassis nè, máy nè, cầu phía sau và hộp số đều là của nhập khẩu từ bên nhà máy Isuzu Quyền Linh Trung Quốc lắp ráp và sản xuất. Thì bên nhà máy Vim chỉ nhập về và lắp ráp thành một cái dòng xe Vim VT260-1 cùng dài 6m2, tải trọng 1.9, vô thành phố khá là tiện dụng. Xe có máy lạnh sẵn, cái xe nè, ở cái lốc máy lạnh sẵn đó nè các bạn, có phun dầu điện tử nha. Xe này phun dầu điện tử tiêu chuẩn cái thải Euro 4, hộp điều khiển bằng điện nha các bạn. Đây, xe nó có cái hệ thống điều khiển bằng điện, có được bu chân áp 4 kỳ bốn xi lanh ngang, rất là đẹp nha các bạn. Bố trí đường dây khá là gọn, máy móc thiết bị rất đẹp, phía trước dùng phuộc và nhíp rất là siêu cứng và siêu bền. Đấy, xe thì mình sẽ nói là động cơ của nó, dung tích của nó thì nó là 2.77 lít, công suất tối đa của nó thì nó khoảng cỡ 90 mã lực nha các bạn, cũng rất là mạnh, rất là khỏe. Xe này cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi, tiêu hao cũng khoảng tầm 10 lít, 10 đến 11 lít trên 100 cây thôi nha các bạn. Đấy, động cơ bố trí khá là gọn gàng và khá là đẹp nha. Đó là phần mình giới thiệu cho các bạn về phần động cơ của chiếc xe Vim VT260-1. Phần giới thiệu của mình về một chiếc xe khá là tiện dụng vào thành phố, VT260-1 của nhà máy Vim lắp ráp và sản xuất theo công nghệ của Isuzu, đến từ nhà máy Isuzu Quyền Linh nha các bạn. Động cơ cũng khá là bền, máy móc đồ cũng rất là đẹp, gian thiết bị nội thất cabin đồ, không gian nội thất phía trong mình cảm thấy khá là ok và khá là tuyệt vời. Xe thùng khá là dài, mình vô thành phố mình chở mấy cái đồ nhẹ rất là tiện dụng và thu hồi vốn rất là nhanh. Một chiếc xe khá hành cũng khá là rẻ, và Vim càng ngày càng cải thiện chất lượng của nó, nên chiếc xe này mình cảm thấy khá là good nha các bạn, khá là tốt. Nếu các bạn cảm thấy chiếc xe này phù hợp với mình, có thể liên hệ với mình số điện thoại 0937 965 342 để mình có thể tư vấn cụ thể hơn cái dòng Vim này, để vô thành phố để chở những hàng nhẹ cho các bạn, rất là tiện dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.